Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong cái loạt video hướng dẫn cơ bản kiếm tiền với Shopify dành cho người mới bắt đầu. Thì ở cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng, đó là cái ứng dụng Dropify. Thì cái ứng dụng này nó sẽ giúp chúng ta import sản phẩm từ trên website AliExpress về store Shopify của mình. Nếu mà những cái bạn nào mà đã từng tạo store rồi, đã làm store rồi ấy, thì chúng ta đã có quen quá quen với cái app Obelo đúng không? Đấy, thì ngày hôm nay thì nó có một cái ứng dụng khác, đó là cái ứng dụng Dropify này. Thì đây là một cái ứng dụng mình theo mình trải nghiệm và đánh giá, đây là một cái ứng dụng khá là hay và nó hỗ trợ chúng ta là import được rất là nhiều, import được sản phẩm từ rất là nhiều nguồn khác nhau, từ trên eBay hoặc là trên những cái nền tảng thương mại điện tử khác nổi tiếng hiện nay. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ review cũng như là hướng dẫn các bạn một cơ bản về cái công cụ Dropify này. Đấy. Ok. Thì cái thằng Dropify này thì các bạn sẽ phải cài sẽ phải tạo một cái account trên cái website Dropify này. Đấy. Thì hiện tại thì cái thằng Dropify này nó chưa public app trên cái store app của Dropify đâu. Thì các bạn cứ tạo tài khoản, sau đấy là nó sẽ liên kết sang các bạn add store vào và liên kết vào thôi. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu cái ứng dụng này. Thì đây là cái giao diện khi mà mình đã tạo xong một cái account ở của cái thằng Dropify này. Thì đây là cái bảng quản trị của cái thằng Dropify này nhé. Thì bạn nào mà đã dùng qua Ovelo rồi ấy, thì nếu mà chuyển qua cái thằng này thì dùng rất là nhanh đâu, không không nó cũng có cái thao tác, nó cũng tương tự như thằng Shopify rồi. Đấy, chỉ có một vài cái thao tác mình cần học thêm, nó rất là nhanh. Mình học thì nó cũng mất khoảng tầm 3 phút đến 1 tiếng là mình có thể là mình quản trị rất là thành thạo cái ứng dụng này rồi. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải add cái store của mình vào. Thì cái store của mình đây thì chúng ta sẽ ngay ở cái phần đầu tiên, cái phần setup store này, thì các bạn sẽ add store đấy, lại nhập cái URL của cái store mình vào. Thì cái URL của store của các bạn là gì thì các bạn add vào, sau đó các bạn add store, đây là nó sẽ kết nối ở đây, đây được chưa. Đấy. Một cái nữa, sau khi mà các bạn add store xong rồi nhá, thì mình sẽ cài thêm một cái app, gọi là cái add-on Dropify này. Thì cái add-on này cũng giống như cái add-on Obelo thôi, nó dùng để nó import khi mà các bạn lên trên site AliExpress ấy, thì mình dùng nó để import. Đấy, thì các bạn sẽ cài thêm cái add-on này nhé. Đấy, nó tương tự như thằng Obelo thôi. Đây, thì sau khi mà cài xong này thì ở đây các bạn vào trong cái trang AliExpress này thì các bạn sẽ thấy là các icon của cái công cụ này này. Đấy, thấy chưa? Dropify này. Đấy, ở đây nó hiển thị ra những cái mặt hàng nào hỗ trợ Epic Kit, cũng như là hiển thị những cái kim cương của những cái nhà 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 của những cái supplier này. Đấy, để mình chọn sản phẩm, thấy chưa? Đấy, đây nó hiển thị luôn cho mình. Đấy. Đấy, cái add-on mà khi sau khi mình cài xong này. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ quay lại cái bảng quản trị của Shopify, mình sẽ review qua một chút về cái công cụ này. Thì ở cái phần đầu tiên đây này, cái tính năng store này, cách về cái thiết lập store ấy, thì các bạn sẽ lưu ý là đây cái phần private backup này, thì cái này để dùng để các bạn là mình sẽ đặt ở đây, nó sẽ là đặt cái các bạn muốn tăng cái đặt giá sản phẩm ấy, là bạn muốn tăng bao nhiêu phần trăm so với cái giá gốc. À, ở đây nó có hướng dẫn này, ví dụ là sản phẩm của bạn là 10 đô đúng không, bạn để 50% thì nó sẽ là
nó sẽ cộng thêm thêm 5% nữa, là như vậy nó sẽ sản phẩm của bạn là sẽ là 15 đô đấy, được chưa? Thì các bạn sẽ đặt thêm phần trăm, tương tự như vậy là đặt giá trước sale này đây, cũng các bạn để bao nhiêu phần trăm thì các bạn đặt ở đây. Cái này là cái giá lẻ đấy bạn, các bạn đằng sau ấy, tức là giá sen ví dụ như là 5,99 đô hoặc là 5,95 đô đấy, thì các bạn tùy bạn này, đây là cái số lẻ đằng sau của cái nha. Rồi, mình cũng các bạn cũng có thể fix luôn cái cân nặng của nó để các bạn đặt, để các bạn xét nó phù hợp với cái shipping, cái shipping rate của mình đấy. Hay các bạn đặt đặt cái đây là mình sẽ là mình đặt mặc định nhé, xét tinh mặc định được chưa? Đấy. Đây mình để cân nặng LV này. Một cái nữa là các bạn quan tâm cho mình là các bạn là ở đây cái chỗ cái phần auto fill này, thì mình có thể là mình các bạn sẽ đặt nhập số điện thoại trước để sau này các bạn không phải nhập khi mà check out trên AliExpress nữa. Tiếp đến là các bạn có thể là nốt cái dòng nốt này, là cái dòng nốt là mình sẽ thông báo cho cái thằng supplier là mình là thằng làm dropship, là làm dropshipping, và yêu cầu họ là không bỏ các cái giấy tờ liên quan đấy, để thông tin là cái giá sản phẩm để khách hàng họ nhận được nhé. Tiếp đến này các bạn nào này là cái thiết lập là chọn là có sử dụng ePacket hay không, đấy, thì bọn enable lên đấy, chưa? Đây đây đều cái phần về thiết lập về auto fill nhé. Đấy. Đấy, quan tâm đến là cái nữa là cái phần là send shipping confirm này. Đây thì các bạn để là auto. Ok. Thì sau khi mà chúng ta thiết lập những cái thiết lập cơ bản này xong ấy, thì các bạn sẽ xếp lại cho mình. Đấy. Đấy. Đây là cái về cái thiết lập mặc định của cái store nhé. Tiếp đến là cái phần product này, là cái phần mà để nó sẽ cái thông tin mà product các bạn import từ AliExpress về nó sẽ nằm ở đây, nó nằm trong này. Đấy. Order là khi mà có đơn hàng thì nó sẽ hiển thị đây. Tracking đây, thông tin về cái mà tracking code của những cái đơn hàng. Thông báo này. Được chưa? Okay. Training ở đây nó có cái series video training dễ sử dụng dành cho người mới. Vậy vậy thì các bạn có thể xem những cái loại video này đây, khá đầy đủ và chi tiết. Còn đây là cái link các bạn muốn mà trải nghiệm link 21 ngày trên cái thằng này thì các bạn sẽ click vào link này đây, của cái thằng Ropify này, nó cho link 21 ngày. Đấy. Ok. Cái này là những cái website mà các bạn có thể là dùng cái công cụ này và import vào. Đấy. Thằng này nó cái thằng Ropify nó hỗ trợ rất là nhiều site các bạn này. Thường thường nếu mà ở trên Obelo thì mình chỉ có thể là mình import trên AliExpress là đúng không? Nhưng mà đối với cái thằng Ropify này nó hỗ trợ rất là nhiều site, mà các bạn có thể import sản phẩm từ những cái site này về store Shopify của mình, khá là hay. Mình thấy cái tính năng này khá là tiện, tại vì khi mà muốn tại vì mỗi một cái site là nó có những cái trend sản phẩm, như là mình để mình khi mà các bạn đi nghiên cứu thị trường ấy, mình cần spy rất là nhiều những cái website đúng không, thì cái mà bây giờ mà nếu mà để mà mình đi import bằng tay thì nó khá là mất là nhiều thời gian đúng không, viết mô tả rồi là thông tin về sản phẩm rồi là add variant khá mất nhiều thời gian, thì cái thằng này nó hỗ trợ cho mình, nó giúp tiết kiệm thời gian cho mình hơn đấy. Thì nó có cái lead website này hỗ trợ lại và mình thấy khá là hay với cái ứng dụng này. Nhưng mà cái ứng dụng này các bạn lưu ý là mình phải dùng trên cái phiên bản unlimited nhá, đấy, gọi là trả phí đấy thì mới có thể là sử dụng được những cái tính năng này. Còn bình thường nếu mà các bạn dùng gói free thì chỉ add ở trên AliExpress thôi nha. Đấy, ok. Thì vừa rồi thì mình vừa review qua về cái bảng quản trị của thằng Shopify này. Nó các bạn mà dùng trên Obelo rồi thì qua thằng này dùng rất là nhanh đó, không có gì là khó cả đâu. Ok, bây giờ thì mình sẽ
hướng dẫn sử dụng một import một sản phẩm về trên cái thằng này nhé. Ok, đây ví dụ này mình chọn cái sản phẩm này. Ok, mình sẽ kích vào cái add-on này. Đấy. Title này. Ở đây thì nó cho phép là mình có thể là import cái review vào trên store luôn. Đấy. Đây thì export to cái store của mình. Thì cái thằng này này các bạn này. Ở đây là một là nó sẽ send trực tiếp vào Shopify, store Shopify của mình luôn. Hai là mình có thể là mình để là mình chỉnh sửa xong rồi mình import sau thì nó sẽ lưu vào trong cái bảng quản trị này, sau đây mình chỉnh sửa import sau. Đây thì mình sẽ lưu ý là ở đây thì đối với công cụ này nó sẽ hỗ trợ import nhiều store khác nhau trên cái công cụ này nhá. Thì đây này, đây thì mình hiện tại mình chỉ import là một cái, chỉ là một cái store thôi, chỉ là một cái store thôi thì nó sẽ hiển thị này. Còn nếu mà các bạn add 2-3 store vào Shopify vào trong cái thằng này ấy, thì các bạn sẽ đây, mình sẽ import vào đấy, mình lựa chọn. Ok, ví dụ mình chọn xong cái sản phẩm này nhé, mình sẽ set for later. Ok, mình quay đây xem. Ok, cái sản phẩm mình vừa import về đây, anh làm đây. Ok, bây giờ mình sẽ kích cái đúp vào, mình sẽ chỉnh sửa cái thông tin nội dung các bạn muốn chỉnh sửa đây. Mèn jacket 2017 giá này, tag này, mèn ok eo vì không các bạn sẽ phải tên mô tả nó nhé. Đấy. Ok, sau khi mà mình đã chỉnh sửa những thông tin này xong ấy, thì các bạn sẽ send to Shopify. Chỉnh sửa xong cái thông tin về đấy, thì bây giờ mình sẽ xem View and Shopify Store. Đây, thì cái sản phẩm mình đã public lên trên cái store mình rồi. Đấy. Đấy, như vậy là mình vừa import sang cái sản phẩm bằng cái công cụ Shopify này từ AliExpress về. Bây giờ mình sử dụng một cái sản phẩm khác nhé. À, các bạn có thể add trực tiếp từ đây luôn được này. Đây, kích vào đây. Được chưa? Đấy, nó sẽ lưu vào cái mục đây. Đấy, trong ô vlog này nó sẽ hiển thị cho mình. Được chưa? Đấy, mình sẽ add thêm một cái sản phẩm nữa. Cái đúp. Đây, kích vào đây. Ở đây các bạn lưu ý này, lúc nãy mình soi đây có cần frame more option này, thì đây thì các bạn có thể là mình cái phần mô tả ấy, thì các bạn có thể là lấy này, chọn original này, original thì là nó sẽ lấy luôn là cái mô tả của bản gốc lên đấy, hoặc là đây đấy, các bạn được chưa? Ví dụ đây mình muốn là để lấy luôn cái bản đấy thì mình từ mặc định từ AliExpress vứt sang luôn cái store mình đấy. Thì đấy, tôi kích more option nha. Sau khi về xong thì mình muốn send to Shopify luôn nhé. Kích. Đợi một ok, view. Đấy. Tức là mình public trực tiếp lên trên Shopify luôn mà không add vào trong cái mục quản trị này của nó nữa, được không? Được chưa? Đấy, được chưa? Các bạn thấy đây.
Đây nó sẽ lưu cái thông tin với cái sản phẩm, mô tả lấy luôn mô tả bên này, thằng này vứt sang luôn. Đấy. Khá là hay. Ok. Cái một cái phần nữa là cái phần ở đây thằng bot này. Thì cái này là nó dùng để mình lưu cái sản phẩm vào, thông tin sản phẩm của mình vào, sau này các bạn có thể là mình import sang một cái store khác à, được chưa? Đây, mình lưu cái thông tin vào cái bot này. Nếu mà các bạn có nhiều sản phẩm này, mình muốn là mình tạo một cái danh mục trên cái store này, ở trên cái thằng Shopify này mình tạo ra. Đấy. Ok, mình theo mình đánh giá thì mình có thấy cái công cụ này nó hay nhất là thứ còn điểm của mình là có thêm cái thêm ngoài những cái tính năng mà về tracking code hoặc là import này, thì mình thấy thêm một cái tính năng là import được rất là nhiều size khác nhau à, về cái store của mình khá là hay. Mình thấy là cái tính năng này khá là hay. Ok, thì ngày hôm nay thì mình vừa review xong cũng như là hướng dẫn các bạn về những cái thiết lập cũng như là cách sử dụng cơ bản về cái thằng Propify này. Đấy, thì cái công cụ này thì các bạn mà sử dụng thì các bạn sẽ vào cái trang Propify này và tạo một tài khoản trên này nhé. Đấy. Thì hiện nay thì nó sẽ có các cái gói để cho mình lựa chọn này này, cái gói này gói gói cơ bản nhất là gói này là 47 đô một tháng này. Đấy, gói cao là 99 đô một tháng này. Đấy, cái này thì tùy thuộc vào cái doanh thu của các bạn mà mình nên lựa chọn những cái gói phù hợp nhé. Đấy, cũng như là cái chế ngân sách của mình. Được chưa? Ok. Thì hôm nay thì mình vừa review cũng như là sử dụng hướng dẫn các bạn sử dụng một vài thao tác cơ bản trên cái ứng dụng Shopify này. Mọi người thì có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì thì các bạn để lại comment trong bài viết trên group giúp mình nhé, thì chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Cái video ngày hôm nay thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.